Hai rồi nha, mình lại đây, hiện tại là mình đang trong một tựa game anime thủ thành mới vừa ra mắt luôn nha bạn nha. Đây bạn nha, tựa game này tên là Anime Updc các bạn. Đấy, nói chung là mình đọc hơi pha ke chút nhưng mà tựa game này vừa mới ra mắt luôn bạn ơi. Đấy, là mình chờ đó bạn, mình chờ là tựa game này vừa mới gọi là ra mắt là mình quay cho bạn xem liền luôn. Thì lúc này hiện tại là tầm 3 giờ sáng các bạn. Đấy, 3 giờ sáng ha. Từ từ. Ủa sao phần setting chỉ có cái auto sale nữa bạn nha. Vậy nha, đây. Chỗ phần setting chỉ có auto sale và không có music bạn ơi, không có tắt nhạc á. Đấy, thì tựa game này có tiếng nhạc bạn ha. Thì Bo nói là tựa game này khá là giống tựa game Anime Adventure đó bạn ha. Đó là hồi xưa các bạn. Đó, tựa game cực kỳ gọi là nổi bạn là Anime Adventure. Thì về sau là mấy tựa game này ra 6 bạn hình như là đều làm theo Anime Adventure hết đó các bạn. Đấy, rồi thì bây giờ mình sẽ nhập code nè, đầu tiên là code release nè. Thì các bạn sẽ được 500 game ha. Tiếp theo cái code đó chính là sorry for delay. Đấy, các bạn sẽ thêm được 500 game nữa. Đó là các bạn sẽ được tới 1.500 game ha. Đấy, thì các bạn hãy comment kiếm bên dưới ha. Thì xem là tựa game này có giống cái tựa game huyền thoại xưa không hai bạn ha, đã từng sập á là Anime Adventure đó bạn ha. Đó, để xem có giống hay không. Thì Bo kêu là giống tầm 80% mấy bạn. Đấy, tại trước đó mình không có gọi là chơi Adventure nhiều các bạn nên mình cũng không biết là có đúng sự hay không, thì các bạn hãy comment kiếm bên dưới cho mình biết ha. Rồi, thì bây giờ là mình gọi là một trong những người đầu tiên các bạn trải nghiệm game trước các bạn. Đó, để mình xem coi coi tựa game này sẽ như thế nào ha. Bây giờ mình sẽ đi gacha trước cho bạn nha. Đó, thì tựa game này vừa mới ra thôi nha bạn nha. Đó, lúc 3 giờ sáng nên là chưa biết như thế nào, chắc mình nghĩ là sẽ có lỗi nhiều các bạn nữa bạn, thì không sao, mình cứ review trước cho bạn ha. Rồi, bây giờ là mỗi một lần là 500 bạn, quay 10 lần 500 nè. Một lần 50, 10 lần là 500 ha. Đó, Sanji sở hữu nước quyền bạn Sanji. Nhưng mà mình thấy là không có thay đổi nhân vật các bạn ơi, là kiểu gì cũng bản quyền rồi. Có đổi tên thì có đấy, nhưng mà mình thấy cái hình ảnh phải không đó. Hình ảnh nhân vật á, ồ Rock Lee nữa bạn. Đấy, hình ảnh y chang trong phim mà. Thì cũng sẽ dính thôi, về sau cũng phải thay đổi bạn ơi, đúng không? Rock. Rồi Sanji. Rồi hết nữa bạn. Ồ, Legend tỷ lệ cũng cao bạn, 2%. Và có Bitty nha bạn ha, có mi thích luôn. Rồi để xem mình ra hay không ha. Nhấn nhanh luôn nha bạn nha. Nhanh luôn. Naruto nè, Sanji nè, Armin. Ố, đây nè bạn, ra nè. À, mình ra nha bạn nha, là được nhân vật Erwin ở trong Attack on Titan. Đấy, Erwin Legend các bạn ha, Erwin Legend. Rồi, đây là cái gọi là cái hoạt cảnh để xài vô đó bạn. Nhìn nhỏ nhỏ bạn ơi. Mình thấy nhìn nhỏ xíu à bạn ơi, thấy không? Nhìn nhỏ nhỏ sao á. Mắc cười quá. Ôi trời ơi, Armin gì đặt mắt vậy? 5.000 dưới vậy. Và mới vô là mình xài được cả hết cả 6 slot luôn các bạn thấy nha. Đấy, mình có thể là xài được cả 6 slot luôn. Không như Anime Defender các bạn ha. Ở Anime Defender ấy, mình không biết là tựa game này có gọi là có thể là vượt được Anime Defender hay không nữa ha. Đó. Vậy tại vì tựa game này làm giống giặc ven hơn rất nhiều các bạn ha. Đấy, làm giống giặc ven rất nhiều luôn, nên là mình không biết là có thể là xoán ngôi được cái Anime Defender hiện tại không các bạn ha. Với lượng người chơi rất là đông luôn. Đấy, nên là phải trông chờ bạn ha. Bây giờ mình sẽ đi vòng vòng cho bạn xem. Đấy, cái map làm như thế nào, đẹp ra sao. Và lát hồi mình sẽ vô test mấy nhân vật này cho bạn xem ha. Đó, vậy nha. Đấy, thì các bạn có thể giữ ship để chạy nhanh các bạn ha. Đó, giữ ship để chạy nhanh. Đó, nhưng mà không có lướt các bạn ha, không có lướt đâu nha. Có Ride đây nè, có AFK, Chamber. Đây là như Story sao bạn. Có cả Challenge đây đó bạn. Đấy, nếu mà gọi giống thì cũng 80% các bạn, 80% ha. Nhưng mà nhìn hơi mắc cười, đồ họa hơi mắc cười một chút. Hơi mắc cười một chút bạn. Thì tất cả như mình nói bạn, làm theo Anime Adventure hết. Kiểu như game con các bạn. Giống như Adventure là game mẹ đúng không? Thì game mẹ xong rồi bây giờ ra nhiều game giống như vậy. Đấy. Wow, đây là chỗ virus các bạn, làm gì đây? Chứ kiểu vote các bạn. Thì đây chắc mình chưa cần các bạn ha. Còn đây là gì đây? À, kiểu quay mấy cái bát các bạn. À vậy in là whip mới xài được, mới xài được ha. À nó là mấy cái bát các bạn, giống như bên Anime Defender các bạn. Đấy là xài cái trial này để roll mấy cái như Almighty nè các bạn, đúng không các bạn? Đó kiểu vậy đó. Thì cái này sẽ ở đây ha, đều dùng để roll. Đó, rồi. Bây giờ là mình sẽ đi gọi là test cho bạn xem thử là những nhân vật trong game này sẽ làm như thế nào ha. Và hay ra sao. Một á là sẽ thành siêu phẩm đúng không bạn ha. Hai là sẽ thành thảm họa. Để xem coi tựa game này sẽ như thế nào ha. Và hay ra sao, có xoán ngôi được Anime Defender không ha. Let's go đi nè. Rồi nha bạn nha, hiện tại là mình vô story nữa bạn. Rồi vô story trước ha. Map đầu tiên. Rồi bây giờ là friend only nè, select rồi bỏ vô rồi đi nè bạn, để xem coi tựa game này như thế nào các bạn ha. Đó, Anime Updc say các bạn, say. Đấy, rồi đều mới vô hiện map như vậy ha. Đó, cái map này cũng khá là giống Advent cũ hồi xưa các bạn nha. Đấy, cái map này là kiểu y xì Advent cũ hồi xưa luôn ấy. Đó, y xì luôn phải không? Đó, thì thay đổi một vài cái điểm nhỏ chứ còn lại là giống luôn. Rồi, điều post skill ô từ từ, có setting auto skill không ta? Đâu? Ui vãi. Hình như ngoài ui đây lại có tắt music nữa bạn. Rồi giờ mình bật music lên được rồi bạn ơi, mình bật cái volume lên cho bạn xem tiếng như thế nào ha. Vãi. Tự nhiên đúng là mới ra bạn ha, beta nó còn hơi bị lỗi đó các bạn. Đó, phải không? Ở ngoài thì có thể bật cái setting tắt tiếng nhạc được các bạn. Ở ngoài không tắt được bạn ơi, nhưng mà vô game thì lại bật tắt tiếng nhạc được các bạn. Vãi thiệt lỗi các bạn ha. Ở ngoài thì chỉ có đúng cái bán tướng các bạn, chứ không có auto skill. Nói chung là ở ngoài không có chỉnh được cái gì đó, chỉ có vô game mới chỉnh được các bạn ha. Đó thì đây là cái bản nâng cấp đó bạn nha, và cái tiếng của game đấy. Vãi thật. Thì Erwin này á hình như là không có đánh được các bạn ha, chỉ có triệu hồi các bạn đó bạn hiểu nha, cứ 15 giây là triệu hồi con ra một con quái đấy, con spam quái các bạn. Đó ở nha, Erwin này là dạng spam quái thôi chứ không có đam bạn hiểu nha, không có đam gì quánh luôn đó, không có đam. Rồi đây là những con quái mà Erwin spam ra. Cái gì vậy? Ủa sao con ngựa như mình thấy không đi nữa bạn, không có bước chân luôn bạn thấy không? Con ngựa được kiểu giống ngựa đứng im hay không nè, giống kiểu ngựa đứng im bạn, ngựa đứng im xong tông vô đó hay không đó, trượt các bạn, ngựa đứng im xong trượt luôn, không có hoạt ảnh mà đi di chuyển các bạn, như là mấy con quái này ha, có bước đi mà mấy con ngựa không có bạn ơi. Rồi Erwin đạt được mấy nhân vật đây? Ồ Erwin sẽ đạt được tới 4 nhân vật các bạn ha. Đó đặt mát được là 4 nhân vật đó vậy nha, và không có tắt được nha bạn nha, bấm Q mới tắt được. Ui vãi. Không có tắt nhanh được các bạn, bóng quy mới tắt ha. Đó bắt cười được chứ. Nhìn cũng hơi gọi là bữa bắt cười các bạn ha. Đó và tiền qua quay nhiều lắm nha bạn nha, tiền qua quay mình thấy khá là nhiều luôn ấy bạn không nè. Đó qua quay phát là 2.000 tiền rồi 3.000 tiền, trời ơi tiền quá trời tiền luôn, tiền lên kinh luôn bạn. Đó Armin làm cái gì mà sao đặt mắt người ta 5.000 dưới người ta. Armin ao tàn phần đó bạn, ghê hả? Rock Lee này là AOE đồng tiền đó bạn. Rồi đặt ra thử cho bạn xem như thế nào nha. Chỗ bạn không 7.000 tiền rồi nè, tiền nhiều vãi. Rồi quánh gì á? Đâu coi coi. Lao tới và đá một cái thôi nha bạn nha. Đó nha, lao tới đá con cái à. Đó. Lao tới xong đá một cái bạn ơi. Trời ơi Erwin spam quá trời luôn bạn ơi, spam liên tục luôn. Rồi bây giờ nâng lên ha. Đam tăng nữa bạn. Và có nói chung là như là những cái nhân vật nào mà có đó bạn, có hiện cái dấu tấn công vật lý các bạn. Tăng 35% rồi hay chưa? Đó, kiểu đam vật lý ấy, tăng 35% hay sao ấy. Phải, thiệt rồi bây giờ nâng ha, nâng có trừ khác không? Vẫn vậy nha mày nha, vẫn lao vô và đá thôi, tiếp tục nâng bây giờ đồng tiền bự hơn đó bạn, có chiêu khác không? Nó cũng lao vô và đá thôi. Phải thiệt chứ, cũng có lao vô đá bạn, mà đá bự hơn thôi bạn ơi, lốc xoáy rộng hơn thôi à, rồi nâng lên nữa. Cũng vậy nha bạn, không khác. Rồi nâng lên nữa rồi mát rồi nha bạn nha, mát rồi đó, 77 đam 2.5 giây đó, tầm là 23. Cứ lao vô sút các bạn. Bữa thì chứ mình thấy là game này hơi mắc cười đó bạn ơi. Đấy mình không có thật sự là biết rồi là giống Anime Adventure trước hay không bạn ơi, nhưng mà mình thấy khá là bựa cho bạn nha, phải không? Tiền mình rất là nhiều luôn bạn, tiền mình cực kỳ nhiều luôn, mỗi lần qua quay tiền quá trời tiền luôn bạn. Và nâng lên mình cũng không có thấy chiêu gì mới lạ nữa bạn. Đó là những cái mình nói cho bạn ha. Và đó bạn ha, cái hoạt ảnh cái con ngựa đó bạn, chạy nè, chạy không di chuyển luôn đó phải không, không di chuyển bước chân, không di chuyển luôn. Ôi rồi con ngựa cái té kìa, quách rồi ra ngoài luôn rồi đi ra ngoài đường lên luôn bạn. Rồi con ngựa đứng nhìn luôn. Trời cái gì vậy? Rồi bạn ơi bựa rồi Hề rồi đứng kẹt nhau luôn rồi bạn ơi, kẹt nhau một đống ở đây, đổ trường đâu rồi. Xong rồi. Rồi, tan nát rồi bạn ơi, tan nát rồi. Rồi kẹt đứng ngoài luôn, đứng ngoài nhìn nữa bạn ơi, đứng ngoài nhìn thôi. Giờ chỉ có đợi con boss bay vô tông vô mới xong đó bạn. Game bữa vậy. kiểu như nói bạn thì tựa game này giống như dạng là mới vừa ra mắt các bạn, nên sẽ có khá là nhiều lỗi, đó là điều bình thường các bạn ha. Tất cả game nào cũng vậy các bạn. Nếu lúc mà mình gọi là test đó các bạn, mình tội rồi lọt nước lọt nước rồi lên lại rồi kiểu lúc mà mình test các bạn đúng không, rồi hoàn thành luôn à. Ui phải cái chàng tiếng thắng à. Đấy rồi, chỗ cái hạt pin kìa, phải thiệt chứ hạt đậu rồi, nét luôn ha. Đi thử một lần nữa cho bạn xem luôn. Nói chung là lúc test á thì các bạn sẽ không tìm ra lỗi ha, đúng không? Đó, bạn test quá trời luôn cũng không ra lỗi, nhưng mà khi mà các bạn vô game chơi ấy đúng không, các bạn vô game chơi lại ra lỗi. Đó, đó là vậy đó các bạn, nên là mới cần gọi là người chơi các bạn, người chơi đóng góp ý kiến các bạn. Đó, để admin có thể gọi là fix lỗi cho các bạn là vậy đó các bạn. Đó, nên là mình nghĩ là admin sẽ gọi là đóng lại các bạn, đóng lại xong rồi sẽ fix lỗi nha bạn ha. Đó, nên là các bạn nào mà thấy từ game kiểu đang đóng mà không chơi được các bạn, là admin đang fix lỗi nha bạn nha. Đấy là vậy, chứ không có gì đâu ha. Đấy, từ game tại vì đây mình là một trong những người gọi là mới chơi đầu tiên của các bạn, vừa game vừa mới ra mình vô liền luôn các bạn, nên là sẽ rất là lỗi nhiều, là vậy đấy. Rồi ha, thì quay 2 thì cũng như vậy thôi nha bạn nha, cũng tạm vậy thôi. Rồi giờ cứ đặt Erwin thôi bạn ơi. Đó, Erwin ha. Thì lần này là mình sẽ nghĩ là mình sẽ đặt thêm Sanji hay là Naruto gì đó bạn, hoặc là Armin, để mình test thử cho bạn xem đam như thế nào luôn ha. Quánh ra sau luôn. Đã, quánh ra sau. Rồi, ngựa thì vẫn vậy các bạn ha. Ngựa thì vẫn cứ vậy thôi. Lướt các bạn ơi, không chạy nha, vẫn lướt thôi à, không có một cái chạy hết. Rồi, bây giờ đặt Naruto out, đồng tiền nè. Đó, Naruto hình như là lao tới bạn. Và trưởng ra sến gan, chạy tới và trưởng ra sến gan đó bạn. Bữa vậy rồi Sanji làm gì đây? Sanji là nhảy lên đập xuống bạn, thì vậy thôi á. Đó, Naruto thì cứ chạy tới và Sanji là cứ nhảy lên và đạp xuống hết. Bữa quá ta. Rồi bây giờ nâng Naruto ha. Vậy không, ở dưới Naruto không có cái gọi là cái để mình nhấn các bạn. Đó. Dưới chân Naruto không có cái aura cái màu xanh phải không đó? Không có luôn. Đúng là beta mới ra hả bạn ha. Nên lỗi hơi nhiều. Bữa thiệt. Rồi Sanji làm gì đây? Cứ đá thôi bạn ơi, không có gì hết ha. Đó, quay thì qua vẫn rất nhanh ha bạn ha, quay qua cũng rất là nhanh luôn. Rồi bây giờ Erwin nè, Erwin trụ đánh nào toàn phần rộng thế ghê vậy. Ủa có skill nữa bạn, bấm vô. Ủa gì đấy? Ồ, hóa Titan đại hình. Ôi, hóa nguyên Titan đại hình bạn ơi, vãi thiệt. Ủa không quánh hay sao bạn, hình như Erwin không có quánh. Trời ơi, 57 giây là hình như là xài cái chiêu các bạn, cái skill ấy là hình như Armin chỉ có xài skill các bạn ơi, không có nhiều luôn á. Rồi con Naruto nâng mát đâu làm gì đây, và cũng chạy nhanh tới và trưởng nha bạn nha. Vãi thiệt. Armin như là nó có 2 lần các bạn, 2 lần là mát rồi, 40 giây phải vậy. Ủa sao giảm 28 giây nữa bạn, hồi nãy 40 giây mà đúng không, giờ còn 28 giây nè. Phải vậy, hình như Armin không có quánh bạn ơi, mình bấm chiêu mới quánh nè, mới biến hình đó bạn. Một lần là 700 đam, ù đam cũng to phết chứ bạn đúng không, đam to ghê chứ. Vậy là cứ cái chiều đó 26 28 giây các bạn. Đó, cái chiều nè, bấm vô cái đó xong biến hình phải không đó. Vãi bữa vậy. Và các bạn coi cái để ý cái thời gian phải không, cái thời gian admin cũng để một cái đồng hồ cát bạn, chỗ cái đầu chưa mất. Để cái đồng hồ cát xong thời gian đếm ngược các bạn ơi, cái dây đếm ngược vậy thôi đó. À, vậy là Armin chỉ đặt được có 1 thôi nha bạn nha. Tại vì mạnh đó bạn, mạnh ha. Mới vô thấy cũng khá là mạnh luôn. Còn giật kia đứng hát kìa. Ừ, đất hơi vãi thật sự chứ. Bữa thiệt. Game bữa quá bạn ơi. Đó phải không? Tông còn bị kẹt nhau ở đó nữa kìa. Vãi thiệt chứ. Đấy, đấy là tựa game này vừa mới ra mắt nha bạn nha. Đó, nên là nói chung là mình cũng thông cảm các bạn đúng không? Đấy như mình nói đó, thì game vừa mới ra mắt thôi nên là có lỗi nhiều là bình thường. Đấy cái hạt đậu. Cái hạt đậu rồi đó thôi. Mình nghĩ là chắc tốt như vậy ha. Thì các bạn nào thấy hay cho mình xin một like, một subscribe của mình ha, để mình có động lực làm những clip hay nữa ha. Các bạn thi. Bye bye, rồi ra server thường luôn bạn ơi, không vô lại server VIP luôn nha.